thử thách làm rớt đuôi thằng làng da báo Kiểu mình thấy mấy cái clip mà thằng làng da báo bị rớt đuôi á, đúng nhiều view luôn á Cho nên là con quỷ này đuôi nó quá bự rồi Mình đang phân vân không biết làm rớt đuôi từ chóp đuôi, giữa đuôi hay là góc đuôi đây Thôi chóp đuôi đi ha, vô